Chuyện tình ta nay ra đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi u buồn. Phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh, cho riêng em lòng đớn đau. Tình người ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thấp nhưng ánh sáng lung linh, xóa rồi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vây quanh em hơi ấm của anh, mà vì đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cơ tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh em những phút thần tiên, mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Hai ca đời tuyệt vời anh chị ơi, lên 10K luôn anh chị ơi. Hôm nay ngày hôm nay chúng ta lâu lắm rồi chương trình mới quay trở lại và bấm tim tả like anh chị ơi. Nếu muốn được 10K thì anh chị phải bấm tim nhiều đi là nó tự lên anh chị ạ. 100 phần quà sẽ gửi đến tất cả anh chị trong ngày hôm nay nhá. Lên số điện thoại này, lên cho em một cái tim này anh chị ơi. Những phần quà rất đặc biệt anh Trinh ạ. Quá vui, quá vui. Mọi người đã nhận ra Trung Quang và đang chào rất nhiều. Cảm ơn anh chị nhiều. Và có ai đó đã ghi chữ chào đông luôn. Chuyện tình ta nay ra đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi u buồn. Phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh, cho riêng em lòng đớn đau. Tình yêu ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thấp nhưng ánh sáng lung linh, xa rồi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vây quanh em hơi ấm của anh, đâu em yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh em những phút thần tiên, mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Tình là lọt nắng thắm nhưng ánh sáng lung linh, xóa rồi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vây quanh em hơi ấm của anh, mà vì đâu em yêu vội sớm chia liệt. Tình là làn gió cơ tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh em những phút thần tiên, mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Hay quá anh chị ơi, cổ vũ cho ba anh em đi ạ. Nhạc hay quá à. Trời ơi, bình luận kìa, em nhìn bình luận kìa. Em vui không khi mà em nhìn thấy những bình luận, những sự khích lệ của anh chị? Điều tuyệt vời nhất đang dành cho Trung Quang và Nhật Lệ. Cảm ơn anh chị ơi. Chúng ta đang gần tiến đến con số 5.000 người đang xem trực tuyến rồi. Quá là tuyệt vời, lâu quá rồi kênh Nguyễn Trinh mới đông vui như vậy anh chị ạ. Tuy nhiên thì anh chị ơi, những ca khúc mà anh chị yêu cầu đi ạ. Anh chị ơi yêu cầu đi, chiêu quá đi. Chiêu thì phải yêu cầu đấy anh chị ơi, để cho anh, để ba anh em có thể mang lại cho anh chị những ca khúc rất là hay anh chị nhá. Và Trung Quang có muốn nói gì với anh chị thì để trước khi mà anh chị comment một cái một điều gì đó đúng không ạ? Ok. Ôi hôm nay rất là vui anh Trinh ạ. Hôm nay bởi vì anh cũng vui. Bởi vì thứ nhất là lần đầu tiên được đến với đại gia đình của DC Beauty, cũng như là tất cả những khán giả của anh Trinh này, chị Lệ hay là của Trung Quang. Và hôm nay thì Trung Quang có dịp để mà được giao lưu cùng với đại gia đình. Và hôm nay thì thấy mọi người comment rất là nhiều này, mọi người dành cho ba anh chị em những cái tình cảm rất đặc biệt. Trung Quang xin được cảm ơn đại gia đình rất nhiều nhá. Và mọi người phải nhớ là hãy ủng hộ thật nhiều cho DC Beauty này, cũng như là ủng hộ thật nhiều cho cái bữa tiệc thật là vui ngày hôm nay nha cả nhà nhá. Không những ca khúc mà anh chị nhìn thấy ở trên màn hình kia, những ca khúc có lẽ là một trong những ca khúc rất là nổi tiếng, được Trung Quang cũng đã hát rất là nhiều lần, với ca khúc Chờ Đông. Tuy nhiên thì nếu ca khúc này chúng ta sẽ lên 8.000 đi,
8.000 đi, thì Trung Quang sẽ hát cho anh chị ca khúc đấy. Thì và hồi rồi thì bạn kia có hỏi hoa sứ nhà nàng này nọ, thì Trung Quang với Duy Trinh cũng hay hát với nhau ca khúc này ở ngoài, đúng không? Lâu lâu anh em mà ngồi mà hay hát hát mộc ấy, đấy, anh em cũng hay hát. À, thế rồi có ca khúc gì nữa nhỉ? Hay là chúng ta hát một bài cũ đi, Trở Lại Phố Cũ được không? Được anh. Em hát giờ... được bài đấy không? Được anh ạ. Okay. Nói anh Trinh thuộc là em cũng thích, cũng thuộc mà. Quan trọng là anh hỏi là em có hát được không để chúng ta có thể hát ha. Ok, ca khúc Trở Lại Phố Cũ đến với sự thể hiện của Nhật Lệ cũng như Trung Quang, mời anh chị cùng nghe. Và những ca khúc hay hơn thì anh chị hãy chờ đợi một chút xíu nhá. Có lẽ là chúng ta sẽ chờ view lên, là chúng ta sẽ tiếp tục có những ca khúc cực kỳ hay anh chị nhá. Ok. Quá tuyệt vời ạ. Hôm nay rất là vui và vinh dự khi mà được ngồi đây để song ca với ca sĩ Trung Quang. Và các anh chị nhớ để cổ vũ cho ba anh em trong buổi tối ngày hôm nay để thật là vui vẻ nào anh chị ơi. Cả nhà comment thật nhiều và thả tim thật nhiều nhé cả nhà nhá. Chuyện tình ta hôm nay tự như chiếc lá úa chợt tình bóng mỗi người mỗi ngã. Như cánh chim bay xa đến nơi em đợi chờ, còn lại em một mình quay buồn. Tìm luôn anh chị ơi. Đừng buồn chị em ơi, vầng trăng đã khép kín, gọi nhau mãi chỉ để thêm đau. Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình nhau. Từ khi anh ra đi về nơi dân xa, đàn chim én nua du bay về phố cũ. Thà xa nhau yêu nhau còn hơn bên nhau hoài, trách chi khi ta đến trong lầm lỡ. Đêm quanh nằm mơ thấy em, mà sao em vui với ai trong vòng tay. Nhìn em anh ngỡ như hôm nào tiến bước chân em về, xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối. Câu kinh chưa giờ đây dối gian, còn lại rêu phong đã quen trên thềm xưa. Thời gian tôi xóa đi kỷ niệm sẽ mãi không quay về. Biết chúng ta luôn chờ nhau chỉ là mơ. Hey, cái nhịp là làm hơi khó một tí nhưng mà không gì làm khó được Quang Trung Quang cả. Tuyệt vời anh chị ơi, lên cái số 1 ủng hộ cho Trung Quang đi. Lần đầu tiên hát một cái beat lạ mà tuyệt vời, quá là tuyệt vời anh chị ạ. Beat rất hay mà. Bấm cái số 1 cho Trung Quang đi, cái chế của em ơi. Thank you anh chị ơi. 1111 đi nào anh chị. Chuyện tình ta hôm nay tựa như chiếc lá úa chợt thính bóng mỗi người mỗi ngã. Như cánh chim bay xa đến nơi em đợi chờ, còn lại em một mình quay buồn. Đừng buồn chi em ơi, vầng trăng đã khép kín, gọi nhau mãi chỉ để thêm đau. Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình nhau. Từ khi anh ra đi về nơi dẫn xa, đàn chim én nua du bay về phố cũ. Thà xa nhau yêu nhau còn hơn bên nhau hoài, trách chi khi ta đến trong lầm lỡ. Đêm quanh nằm mơ thấy em, mà sao em vui với ai trong vòng tay. Nhìn em anh ngỡ như hôm nào tiến bước chân em về, xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối. Câu kinh xưa giờ đây dối gian, còn lại rêu phong đã quen trên thềm xưa. Thời gian tôi xóa đi kỷ niệm sẽ mãi không quay về. Biết chúng ta luôn chờ nhau chỉ là mơ. Đêm qua anh nằm mơ thấy em, mà sao em vui với ai trong vòng tay. Nhìn em anh ngỡ như hôm nào tiếng bước chân em về, xóa tan đi cơn mơ dày tăm tối. Câu kinh xưa giờ đây dối gian, còn lại rêu phong lãng quên bên thềm xưa. Thời gian thôi xóa đi kỷ niệm sẽ mãi không quay về. Biết trong tim ta luôn chờ nhau chỉ là mơ. Chỉ là mơ anh chị ơi. 6K5 rồi, tuyệt vời. Wow, quá là tuyệt vời. Một cái like trực tuyến của Trung Quang đang nhận được rất nhiều lời yêu thương từ anh chị. Anh chị ơi, những bình luận anh chị chạy đi con số 1 em ơi.
những khán giả của anh Duy Trinh với lại chị Lệ rất là tuyệt vời ạ. Vui không anh? Nhìn comment là thấy rất là vui. Nhìn comment là thấy thích rồi đúng không? Đúng rồi. Comment trực tuyến với nhảy như kia thì phải luôn. Nói là thực sự đấy mới là những cái điều tuyệt vời này. Xin con số 1. Anh chị cho con số 1 cho chúng Quang nhìn anh chị và để cảm nhận sự yêu thương của anh chị đi anh chị ơi. Chúng ta kéo lên 8 ký để nghe ca khúc hay của Trung Quang đi, ca khúc Chờ Đông. À, và những cái ca khúc rất hay đằng sau. Anh chị ơi, cả nhà mình ơi, mỗi người một comment đi anh chị ạ. Chúng ta bấm like và đừng quên nhá. Tuy nhiên cũng phải bấm like nữa để chúng ta biết là hôm nay chúng ta gặp nhau ngày 11 tháng 12, một ngày siêu hot, một ngày cực kỳ đặc biệt. Và chúng ta cùng sắp tới là chờ đón một trong những gọi là gì nào? Một trong những cái mùa đẹp nhất ở trong năm, một trong những cái mùa mà phải là những cái mùa của lễ hội, mùa của tình yêu và mùa của âm nhạc, mùa của cảm xúc của chúng ta đang ngồi đây trước một trong những nam ca sĩ cũng được cực kỳ là gọi là gì, chính nghe cho chính cũng rất là thích đó ạ. Rất là nhiều những ca khúc rất là hay. Trời ơi, thấy chưa? Em nhìn không ạ? Em nhìn thấy không? Comment như này mà anh thề là ai mà không muốn live stream mới lạ đấy. Thực sự đúng không? Tại vì em biết sao không? Ở đây là nó nhiều comment hơn trên Facebook là bởi vì em biết sao nó hiện đủ còn bên này nó không hiện. Em hiểu không? Yeah. Tức là mình đang có một cái phần này mà mình có thể đọc được comment trên Facebook. Thì sau này thì đến đây live stream là em có áp lực lắm anh Trinh ạ. Chị Lệ ạ. Áp lực áp lực từ trước khi live rồi ạ. Ừ, áp lực trước khi live luôn bởi vì thực sự Quang cũng rất là ít khi live stream và không biết là anh hỏi anh Trinh lát em live thì gặp khán giả của anh như vậy thì em nói gì đây, giao lưu cái gì đây. Thế là anh Trinh bảo không sao, yên tâm đi. Hát cả trước mặt cả ngàn người mà sau live stream với anh và mày này. Thực sự trong phòng này có 3 anh em thôi đấy cả nhà, nhưng mà thực sự đây có 3 anh em thôi mà trực tuyến thì cả ngàn khán giả, thế nên là mình cũng đôi phần hồi hộp. Nhưng mà em nghĩ là cuối cùng là anh được mọi người rất là đón nhận và yêu quý luôn anh. Chính xác luôn. Có lẽ là đã vượt qua cả những cái áp lực rất là bình thường và hiện tại là thực sự có lẽ là lớn hơn cả những cái bình thường em có thể đi diễn một cái show khoảng vài nghìn, nhưng mà hiện tại đang là 5,000, 8,000, 6,000, lát nữa nó có thể lên 10,000 thì cũng là một cái khán phòng lớn mà, đúng không? Theo bình thường đây cũng là một khán phòng lớn và khán phòng mà Duy Trinh thấy tâm đắc nhất của cuộc đời. Có lẽ là ai được ngồi thực sự đôi khi bảo ngồi hát ở đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời, bởi vì những khán giả của Duy Trinh là những người rất tuyệt vời. Đây là điều chắc chắn. Và chắc chắn với một ca khúc mà mọi người rất là yêu mến và không cần phải nhắc, nhưng chắc chắn là anh chị sẽ muốn nghe ca khúc này. Bởi vì Duy Trinh là hiểu tất cả anh chị nhất, đúng không? Tuy nhiên chúng ta chỉ còn thiếu có 2.000 view nữa thôi. 2.000 mắt nữa để chúng ta có một cái ca khúc hay. Tuy nhiên trong khi chờ đợi với ca khúc này thì một sáng tác rất là hay của Dương Khắc Linh, một ca khúc có lẽ là nói đến anh chị sẽ biết ca khúc gì, và cùng đến với Duy Trinh, Nhật Lệ cũng như là Trung Quang với ca khúc này lần đầu tiên ba anh em thể hiện chung ca khúc này anh chị nhá, trên nền nhạc remix của Duy Trinh anh chị nhá. Lần đầu tiên anh chị hãy cùng cổ vũ cho ba anh em trong buổi tối ngày hôm nay nào anh chị ơi. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Ngày xưa lẽ ra là bố mẹ bắt làm MC mà mẹ lòng vòng lại thành dược sĩ. Lên được 10k đấy. Lên 10k đi cho vui nào anh chị. Hiện tại là 6.1 rất là tuyệt vời anh chị ơi. Anh chị kéo lên được 10k like là Trung Quang gửi tặng anh chị một bài hát rất là hay luôn anh chị ơi. Cả nhà cố gắng nhá. Kéo lại lên 10 ha. Nhớ, kéo phải 10k chưa anh? Bây giờ là 6k2 rồi. Hôn nhiên, ánh mắt của nàng chất chứa buồn phiền. Ánh mắt của nàng cố tình đi qua trong em, mang bao tiếng nỗi trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ qua với nhau giây phút tuyệt vời. Mà đời đâu như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau mình em. Khi em như khóa nhạt mờ, anh quên khi ta có nhau. Những phút còn lại lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân nàng, dưới chân nàng, là cả tuổi xuân trôi theo bồi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình.
khi em như quá nhạt đồ. Anh quên khi ta có nhau, nhưng phút lần này lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nào, dưới chân nào là cả tuổi xuân trôi theo ngày tới. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nào, dưới chân nào là cả tuổi xuân rơi theo bồi tình. Nàng góp không cho mình. Hey, hey. Quá vui luôn ạ. Wow, quá trời của men luôn. Như mưa đâu anh. Quá trời luôn. Anh chị ơi, con số 8 đâu? Tiếp tục con số 8 nào để ủng hộ Trung Quang nào anh chị ơi. Trung Quang, Nhật Lệ và Duy Trinh xin gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị các bạn đang xem livestream của Duy Trinh. Bây giờ là 7.400 rồi. Đúng rồi, còn có một chút xíu nữa là chúng ta đến với một trong ca khúc Em ơi. Em ơi. Đấy. Em ơi. Thế là chúng ta sẽ là lên một chút xíu đi anh chị ơi, lên một chút xíu đi, bấm cho em một nút tim đi ạ. Comment thì nhảy rất là nhiều rồi. Nói chung là xem ở trên live mà cứ thấy comment nó nhảy như thế này, các chị anh chị thương anh chị mà bấm một cái comment mà nó chạy mà gọi là như thực sự quá đẳng cấp luôn anh chị ạ. Rồi chúng ta chỉ thiếu một chút xíu là mỗi người bấm cho một nút tim này, thả cho một cái like này và yêu cầu một cái ca khúc này, và yêu cầu nào được nhận được nhiều lời yêu cầu nhất thì Duy Trinh cũng như là Trung Quang sẽ hát để tặng đến tất cả anh chị các bạn. Và chúng ta cũng rồi, ôi 8k luôn, xin một phát một lên 8k. Bởi vậy cho nên là cái bài đầu tiên của em đến bài 10k, chúng ta lại có một cái bài khác nữa. Chúng ta đến với một trong những ca khúc rất là hay, một ca khúc có lẽ là Duy Trinh cũng đã biết từ, tức là Duy Trinh có nghe Trung Quang hát, thì Duy Trinh mới tập hát là trước giờ chưa từng nghe cái bài đấy. Hay nghe mình xuống ca đi. Trời đông đi anh Trinh ạ. Nhưng mà biết thế nhưng mà không có lời, nhưng mà thôi kệ đi. Em cứ hát đi, đoạn nào anh vào được anh vào nhá, được không? Nhưng bài này quen quá trời mà, bây giờ em xếp lời đi. Ok. Em xếp lời lát anh em mình. Ok. Các khúc chờ đông hay chúng ta hãy đứng cùng đến cùng với chúng ta sẽ cùng đến bản sông ca ha. Tuy nhiên thì em cứ hát đi, em hát đi đoạn nào mà anh biết thì anh sẽ vào, lần nào anh không biết thì thôi. Được bài không? Này thì đây là bài chờ đông. Và trong rất là nhiều chương trình mà Trung Quang đi biểu diễn thì cũng được rất là đông đảo khán giả cả nước yêu cầu bài hát này và được yêu thích rất là nhiều năm qua. Và hôm nay thì nhân dịp đặc biệt này thì chắc là cũng phải gửi tới tất cả quý vị, cả nhà đang xem live stream, không thể bỏ qua bài này được. Một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, bài hát đều mang tên Chờ Đông. Xin kính chào cả nhà nhé. Mọi người comment cũng như là thả tim thật nhiều cho ba anh em nha cả nhà nha. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Comment nào. Em ơi, có phải trời đã sang đông? Mùa đông xa băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè xa, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi, xích lại thần gần bên anh, có tay nào chị? Cho em siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu,
nguyện cầu ta mãi bên nhau. Hay quá anh Trinh ơi, quá đỉnh ạ. Thank you anh chị ơi, đỉnh ạ. Nhưng mà em thấy mọi người đang khen anh Trung Quang bài này hát quá đỉnh luôn các anh chị. Anh chị bình luận tuyệt vời quá. Cảm ơn bạn Lê nha, cảm ơn cả nhà. Bình luận đây. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sáng đâu? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè xa, và khi thu đến nay có ánh sao cho đêm đêm kết thành bước miệng để mùa đông đắm cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Cái beat này anh không nghe cho nên không đọc được chữ. Duy Trinh à, không có chữ là không có đọc được. Do anh không thuộc lời thôi chứ nhìn à, cảm ơn anh chị à, hát nó bị sẽ bị cho nên để cho Trung Quang sẽ đi một cái mạch luôn cho nó hay. Đang hay mà tự nhiên Duy Trinh nhảy vào nó gãy. Cảm ơn anh chị. Và chúng ta đang có những điều rất là tuyệt vời à, những cái điều phải nói là tuyệt vời. À, phải nó quá là tuyệt vời, những cái bình luận của anh chị, sự yêu thương của anh chị cũng như cái nút tim của anh chị. Có lẽ là đến 10k đi anh chị ha, chúng ta sẽ kéo cố lên con số 10k để chúng ta sẽ tiếp một trong những nhạc phẩm rất là hay nữa. Thực sự rất hay luôn anh chị ạ. À, có lẽ là chúng ta chỉ cần thiếu một chút xíu thôi. Mỗi người bấm cho Duy Trinh cũng như Trung Quang ủng hộ một nút tim, một nút like đi. Duy Trinh cũng như là Nhật Lệ cũng như là Trung Quang sẽ mang lại cho anh chị những ca khúc rất là hay, được không ạ? Có lẽ là chúng ta sẽ đợi lên là 10k chúng ta sẽ có một cái ca khúc nữa rất là hay để có thể Trung Quang có thể hát tặng đến tất cả anh chị các bạn. À, xem là có một cái bài nào mà chúng ta có thể hát được không nhỉ? Bây giờ 8k4 rồi anh ạ. 8k4 rồi hả? Từ đây lên 10k nó nhanh lắm anh chị, cố gắng lên nào. Cái này chị lên 10k nó nhanh lắm, nhưng mà chúng ta trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc khá là cũ rồi. Tuy nhiên thì chắc là hát có lẽ là sẽ có người biết thôi. À, đoạn nào mà Trung Quang biết thì Trung Quang sẽ vào nhá. À. Chị ơi biết bài gì không? Bài này bật lên anh chị bình luận tên bài hát đi ạ. Tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng băng giá. Ôi người yêu dấu ơi, người chiếm lấy tim ta nay phũ phàng xa vàng. Thôi thì cuộc tình đau, chiều nay ta bơ vơ trên cát xài hoang vàng. Xót thương cho cuộc tình ta, nhìn sóng vô miên man, thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi, có biết hay chưa? Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ dù đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mấy cánh anh trôi.
về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hương hương, từng người ơi xin nhớ mãi tình ta. Phê phê cái nhịp hơi khó tí. Chúng ta tuyệt vời quá anh chị, 10 ca đi anh chị ơi, để chúng ta nghe một cái ca khúc nữa của Dung Quang còn thấm thấm thực sự như bài Chờ Đông luôn. Ba anh em cảm ơn tất cả mọi người. 10 ca rồi chị ơi, 9 ca rồi, thấy chưa, thấy chưa Dung Quang? Nhanh quá, 9 ca 2 rồi anh ạ. Lên 10 ca thì tiếp tục sẽ đơn nha cả nhà nhá. Xét đơn. Chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng, xót thương cho cuộc tình ta. Nhìn sóng vô miên man, thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi, có biết hay chưa? Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta vẫn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay ra vật xa, cùng mây cao trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là như chiếc lá bay khương khương, tình người ơi xin nhớ mãi tình ta. Nếu như ta mãi mãi là như chiếc lá bay khương khương, tình người ơi xin nhớ mãi tình ta. Say. Bài gì vậy ạ? Có nhận xét gì về cái giọng của cô bé bên cạnh không Trung Quang? Quá hay. Bởi lạ vì, đúng không? Giọng chị Lệ có độ staccato này, rồi âm sắc thêm như là hát không chênh phô luôn. Như vậy là quá vậy hay là, luôn vậy này là hôm nay là không, cái đặc biệt anh không em nói đến chuyện đấy. Cái đặc biệt em biết sao không? Chúng ta đang hát gần tiệm cận của Tông Nam đấy. Yeah. Chị Lệ nhá, quãng giọng rất là rộng luôn. Thấp cũng tốt mà nốt cao cũng tốt. Thật tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta gần được con số bài hát số 2 của Trung Quang rồi anh chị ơi. Còn một chút xíu nữa thôi, bấm cái tim tả, cái like và cho một cái comment nữa anh chị ơi. Từ cái 1, từ cái 8 cho em với 9K7 kìa. Trời ơi, 9K9 rồi. 10K anh chị ơi. 10K. Hay là hát một cái bài cũ đi. Trong khi chúng ta đợi 10K chúng ta hát một bài cũ. Ủa em hát được bài Kiếp Ve Sầu không? Hát được anh. Hát được không? Lên luôn đi anh. Chơi. Một khi mà đã được vui, thì 10K được kìa. Nhưng mà kệ đi, cái bài sầu trước đi. 10K sau rồi là sẽ đến cái bài của em đó. Anh chuẩn bị bài trước đi. Đúng chuẩn rồi. Bị là đến bài của anh luôn này. Quá vui anh chị ơi, chuẩn bị anh chị lên cho 11K luôn nhỉ, đúng không ạ? Từ khi em không còn về quanh sân. Uầy, lạ chưa? Là đàn con phố nghe hoang vắng vô cùng. Tùng Nam luôn. Là ánh nắng lấp lánh bước theo em đang biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sau cùng. Nay anh một đời rêu phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối bao xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt muôn đời. Những đêm tối triền miên chỉ còn mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Yêu em yêu say đắm không cần toàn tình nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng năm nào. Cho ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tiếng nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ vút cao bay lên chốn xa. Ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chúm chim mới cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát sống trong Kiếp Ve Sầu. Sắp được 12K rồi anh chị ơi, vậy thế thì lên luôn 20.000 cho máu. Trời ơi trời, đây xin có 10K mà lên hẳn 12K là còn gì nữa.
lên hẳn 12k luôn là nhỏ tim đấy chị ơi. Vui thật luôn ý anh chị, vui thật luôn ý. Lại xin anh chị số 2 anh chị ơi. Lên luôn cái số 2 cho máu. Ngày chia tay anh một đời gieo phong. Gieo phong. Một lần số cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau anh sống vô trường. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai. Chỉ có nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối triền miên còn một mình anh tiếc thương hoài. Những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa số lãng quên tháng năm ấy. Chờ ngày em đến tiếng hát phút cao. Chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lững lờ. Phút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca. Từng đàn chim én chúm chím môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài. Hát sống trong kiếp ve sầu. Chờ ngày em đến tiếng hát phút cao. Chỉ còn tim nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lững lờ. Phút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca. Từng đàn chim én chúm chím môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài. Hát xong trong kiếp vẻ sầu. Như đã hứa, xin 10.000 lên 13.000 luôn rồi. 13.000 mốt luôn. Và các khúc anh chị yêu mến, anh chị mong muốn Trung Quang hát đâu ạ? Các khúc gì ạ? Cả nhà có thể yêu cầu nhá, mọi người có thể yêu cầu Quang. Mọi người có thể yêu cầu, thực ra thì có một điều là khá là thú vị. Bởi vì anh em là ít khi nào mà hát với nhau, là lâu lâu hát mộc với nhau một tí thôi. Là không ngờ thì anh em lại biết rất nhiều nhạc với nhau. Mặc dù là chẳng qua là chân tình ok, chẳng qua là không ngồi hát với nhau thôi. Đôi khi mà ngoài đó gặp nhau lần nào cũng vội đấy, kiểu vậy. Thế nên là không có thời gian hàn huyên nhiều. Và hy vọng rằng là những cái khoảng cách, những cái ca khúc này sẽ giữ lại ở trong chúng ta một cái điều gì đó tuyệt vời. Với những cái ca khúc hay hơn nữa thì anh chị hãy yêu cầu ca khúc cho Trung Quang hát nhé. Mọi người không chỉ yêu cầu cho mình Quang đâu, mà mọi người yêu cầu cho cả ba anh chị em, anh Trinh và chị Lệ nữa. Đều là những giọng ca rất là tuyệt vời. Mọi người bây giờ yêu cầu bài gì ạ? Trời, comment nhảy như mưa. Quá tuyệt vời. Xong lại có cả cái comment bài hát đẹp dai nữa. Trời ơi. Nhưng mọi người yêu cầu cái bài chân tình thì hơi nhiều. Nhưng mà anh chị ơi, một cái bài gì đó mà chủ của Trung Quang hay hát đi anh chị. Cái ca khúc nào mà Trung Quang hay hát đi, anh chị có thể yêu cầu cái ca khúc đấy. Nó sẽ hay hơn ha. Ví dụ đi, chúng ta sẽ cho sự lựa chọn được không? Duy Trinh nhớ là hình như Trung Quang có hát đâu đó một cái bài mà đó, ok đấy. Có người yêu cầu Hoa Trinh Nữ đi. Ok, thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Hoa Trinh Nữ cũng được. Anh chị có mong muốn không ạ? Anh chị muốn ca khúc đó không ạ? Hoa Trinh Nữ được không ạ? Hoa Trinh Nữ rất là hay đó anh chị ơi. Hoa Trinh Nữ hay là Lâu Bài Tình Ái ạ? Nãy giờ anh em... Áo Hoa. Nãy giờ anh chị em mình là quẩy hơi sung rồi ha. Bây giờ mình lắng xíu đi ha. Lắng xíu đi rồi anh em mình lại lên. Hoa Trinh Nữ đi ha. Thì ok, cũng là một cái ca khúc rất là đúng hay rồi. Cái ca khúc nếu mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta nghe đến cái câu mà tôi le lắng trong hồn mà mình tưởng là một quân vương ấy, cái ca đấy nghe đã lắm. Lúc đấy Duy Trinh nhỏ cũng hay mộng mơ với các cái câu từ này lắm, tức là mình sẽ tưởng tượng. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta cùng đến với ca khúc này, hình như là của sáng tác của Trần Thiện Thanh thì phải, đúng không? Đúng rồi anh. Ca khúc Hoa Trinh Nữ cùng đến với tất cả anh chị các bạn qua giọng ca của Trung Quang. Và hôm nay chúng ta mua xin 10.000, chúng ta đang có 14.000. Hy vọng cái con số 18.000 sẽ là một ca khúc hay hơn nữa. Được không anh chị? Hoa Trinh Nữ. Hoa Trinh Nữ nha. Bây giờ Trung Quang sẽ tặng đại gia đình DC một bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Đình Thanh, bài hát Hoa Trinh Nữ. Để nguyên nha.
để nguyên luôn nhá, hay là nguyên tông đó nhá. Ok. Bài này nghe nhạc đã thấy hay rồi anh chị ạ. Pha thăng. Qua một rừng hoa, gió núi theo xa, rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường, gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình ba chúng ta. Quá tuyệt vời. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một sai nhân. Vua sao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đẹp lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nệm khấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, cài thẹn cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Nhẹ nhàng cảm xúc. Tuyệt vời chưa? Lên 20k luôn rồi anh chị ạ. Wow, 20k rồi. Lại xin số 3 được không anh chị? Cảm ơn cả nhà nhá. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Anh Trinh. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nềm gấm không cung son. Chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, cài thẹn cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương.
và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi. Quá là tuyệt vời anh chị ơi. Một trong những ca khúc cực kỳ hay, ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đúng không? Ca khúc Hoa Trinh Nữ. Hồi nãy xin 18 ký hát một bài nữa thì anh chị cho hẳn 20k luôn. Trời ơi, trong khi mình cũng không muốn để cho Trung Quang là phải là phân tâm, cho nên là mình nhìn lên cũng phấn khích lắm, cũng vui lắm, nhưng mà để cho em hát nốt cái bài hát đấy thì rất là tuyệt vời. Đấy, thấy chưa? Bảo 20k đấy, em hát cái vậy em phải nhìn khán giả liền, tức là nhìn khán giả thân thương là cảm thấy thích hơn, đúng không? Đúng rồi anh ạ. Thực sự thì được đông đảo khán giả xem như này thì mình hát cũng cảm thấy thích hơn rất là nhiều. Và bây giờ em thấy thì mọi người cũng đang yêu cầu anh Trinh và chị Lệ hát đấy. Bây giờ mỗi người hát một bài đi. Nếu mà vậy thì anh chị hãy kéo lên một chút xíu được không ạ? Kéo lên một chút xíu. Kéo lên bao nhiêu nữa để tiếp tục một cái ca khúc nữa để chúng ta nhìn lên một chút xíu thôi cũng được ha. Con đường xưa em đi. Ca khúc đấy thì Duy Trinh còn làm nhạc remix cơ. Nói chung là hát ở đâu thì hát, nhưng mà nói chung đôi khi nhạc remix nó khá là lạ anh chị ạ. Đôi khi nó cũng phải tùy theo lúc. Chúng ta vừa với đưa xuống với một cái ca khúc khá là nhẹ nhàng tình cảm ấy, thì lại là bụt lên với một ca khúc remix thì khá là đặc biệt đó. Nhưng mà anh chị có muốn cho Trung Quang mà đợi Trung Quang thở một cái đi. Hồi nãy Trung Quang hát khá nhiều rồi, và với lần đầu tiên hát ở trực tuyến, và phải nói là Trung Quang xử lý một cái giọng cực kỳ trong sạch nhẹ và luyến rất là hay. Thực ra thì cái đấy là sự khác biệt đấy anh chị ạ. Tức là nhiều khi nghe Trung Quang hát xong mai em bỏ mic không hát nữa. Ok anh chị, rất là tuyệt vời. Bài Chân Tình à? Chân Tình cũng được. Nãy giờ yêu cầu Chân Tình hơi nhiều đấy. Chả có lý do gì chúng ta không hát ạ. Ba anh em có mỗi tấm Chân Tình ở đây thôi. Đúng anh chị rồi. Ạ. Chỉ có một tấm Chân Tình ở đây thôi. Cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn tất cả những lời khen của anh chị dành cho ba anh em trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ kéo lên, tiếp tục kéo lên nhá. Chúng ta đang tiếp tục với những ca khúc hay hơn nào. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn. Thật sự luôn anh chị ơi. Lên nhạc đi anh chị ơi. Lên comment đi anh chị ơi. FC ơi anh chị ơi. Tấm Chân Tình này dành hết cho fan và dành hết cho đại gia đình DC Beauty. Wow. Thank you. Em to quá. Hey. Anh Trung Quang ở Thanh Hóa hả anh? Em ở Thanh Hóa. Bởi vì em thấy các anh chị đang nói là anh Trung Quang về Thanh Hóa, quá tuyệt vời anh chị ơi. Trung Quang thì đi rất là nhiều tỉnh thành rồi và được gặp gỡ rất là nhiều khán giả ở rất là nhiều vùng miền. Tuyệt vời anh chị ơi. Có lẽ là một trong những cái điều tuyệt vời nhất là có lẽ là Duy Trinh ngày hôm nay cũng mong muốn lên rồi. Anh em mình nên lên mà kiếm 10.000 khán giả xem trực tuyến thôi thích lắm. Thôi kệ đi, điều tuyệt vời nhất là chúng ta qua được cả cái điều mình mong muốn, và anh chị đây quá dễ thương anh chị ạ. Thực sự là quá là đẳng cấp anh chị ạ. Anh chị yêu cầu rồi, anh chị comment, anh chị bình luận là chúng ta đã thực sự đấy. Em nhìn này, chúng ta hát, trong khi chúng ta hát ấy, mà mọi người comment mà chạy như vậy, thực sự thích em ạ nhỉ. Quá là đẳng cấp luôn. Thực sự rất là thích, rất là vui vì anh chị luôn luôn yêu mến kênh của Duy Trinh ở đây. Có những điều khá là đặc biệt. Đúng rồi, Trung Quang ở Thanh Hóa chính xác luôn đó. Nãy giờ thấy rất là nhiều đồng hương nhận rồi đấy. Mọi người yêu cầu Trời Đông nhiều quá nha. Trời Đông lúc nãy Quang hát rồi. Mong quý vị nào mà chưa nghe thì lát mọi người có thể vào xem lại live stream. Mọi người có thể nghe lại bài Trời Đông. Chúng ta có những cái ca khúc Mãi Đỉnh. Chúng ta mỗi người lại tiếp tục một nút tim và nhấn like, cũng như yêu cầu những ca khúc anh chị yêu thích nhất không ạ? Và cái ca khúc nào mà anh chị... không sao, cái này là cái điều bình thường. Chúng ta sẽ có những cái điều khác này. Nó bị rớt một cái luồng. Ok, chúng ta sẽ có cái điều tuyệt vời để xem là chúng ta sẽ có ca khúc gì. Anh chị yêu cầu những ca khúc gì không ạ? Lên nhạc đi anh chị ơi. Có người bị đẩy ra này, đang xem mới bị đẩy ra này.
Tình Cúc Vàng, Thao Thức Về Em, Ba Anh Em Tuyệt Vời. Bài đấy không có nha, Lâu Đài Tình Ái. Lâu Đài Tình Ái. Ủa, có lời này em hát được không ta? Mình còn có biết cơ anh ạ. Anh sẽ vì em. Vậy ba anh chị em mình hát nhá. Lâu Đài Tình Ái anh hả? Làm thơ tình ái. Đúng rồi. Mình sẽ làm nhưng mà disco. Được không? À, disco hả? Disco thì disco anh, của anh... em đấy được không? À, cũng được nhưng mà anh đang không à ok. Remix đấy. Hát theo của em đi. Được không? Được không anh? Được. Lẹ biết không? Biết bài này mà cái này là nhạc của anh là song ca hay là nhạc nam ạ? À? Nhạc nam. Ờ à? À, ok. Nhưng mà có anh quýt thì hát biết của anh đi. Không, biết của anh nó thấp lắm. Của anh nó là đang là D nó mới cho lên cao lắm, nó chỉ đến mi thôi. À mi mi dáng này. Tông này à. Tông này là pha anh. À đúng rồi, đang là pha. Vậy anh hạ xuống đi. Anh hạ xuống một tông cho ba anh em mình. Một tông thì pha đang là pha đúng không? Súng mi. Ok, mi cũng được. Thử Lâu Đài Tình Ái xem nào anh chị nào. Hên xui. Hát lần đầu. Đương nhiên là lạ rồi. Chúng ta cùng chơi ca khúc này nha. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới. Đợi chờ vàng đợi một lần không gian đổi mới. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miện xa. Khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu bề cao sang quyền quý. Đẹp tuyệt vời quân vương vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tình cổ xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ái. Bằng thơ tình ái cho mắt em say đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối. Lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Nhạc lạ quá, quá hay luôn. Hỏi ông với kỹ lại. Anh sẽ vì em chia sẻ luôn đấy chị ơi. Vì em mà chia sẻ luôn. Anh Trinh vào đi anh Trinh ơi. Tình tú trời cao. Không 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 hỏi những cái gì mà anh không biết. Tình tú trời cao thành vương miện xa. Khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu bề cao sang quyền quý. Đẹp tuyệt vời quân vương vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tình cổ xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa tình ai đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tình cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai. Cho mắt em say đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối. Đôi chia đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối. Lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Giọng hay quá. Lại còn khen giọng hay quá nữa cơ. Có lẽ là cũng là khá là trễ rồi đấy. À, hôm nay
À, khán giả ơi, anh chị ơi, cô chú ơi, các anh chị ơi, có muốn Trung Quang hát thêm một bài nữa không? À, có lẽ là duy trình thấy là Trung Quang hơi mệt rồi đấy, tại vì lần đầu tiên Trung Quang ngồi hát như này mà ngồi hơi nhiều ấy, ngồi hát cũng nãy giờ là liên tục mà duy trình cũng thấy đáng nể đấy. Lần đầu tiên mà ngồi cầm hát cái này nó khác hát ở ngoài lắm anh chị. Em có thể tặng anh chị hay là mệt quá thì chúng ta có thể dừng cái chương trình sớm một tí, còn không thì có thể tặng khán giả một ca khúc nhẹ nhàng hơn nữa. À, anh chị thấy có hơi nhiều rồi. đọc đi. Bây giờ đọc bài đi. Bài nữa đi. Không, có một cái bài khá là hay. Có lẽ là anh em mình nó có chữ là anh sẽ hát được với em. Tiếng hát chim đa đa đi. Được không? Được anh. Ngày nào em tuổi 15 ấy. Hát beat của em đi ha. Được. Xong rồi em hay nghe Lệ ngồi đánh đàn á, kiểu vậy. Đúng okay. Rồi. Đánh đi. Bây giờ là phải tiếng hát chim le le đi ha. Duy Trinh. Ok rồi. Anh em lần đầu song ca một cách công khai. Ok. Đúng không? Biết hay quá. Anh chị này. Bây giờ Trung Quang và anh Duy Trinh sẽ gửi tặng cả nhà bài hát Tiếng hát chim đa đa. Một bài hát nằm lòng trong ký ức của rất là nhiều thế hệ khán giả. À, chúng ta đang có trên 2-3 cái kênh, trên là thành ra là thực sự là ở đây chúng ta đang nhìn thấy cái comment thực sự chạy quá nhiều là anh chị không thể tưởng tượng được, là có lẽ là nếu mà mình quay cho anh chị xem thì có lẽ là cái comment nó thực sự là quá nhiều luôn. Đây là một cái điều tuyệt vời nhất, có lẽ là như một nghệ sĩ như Trung Quang ở đứng trên sân khấu, cái điều tuyệt vời nhất là được hát và được khán giả đón nhận. Đó là có lẽ là một trong những cái món quà tuyệt nhất của một người nghệ sĩ. Duy Trinh không phải là nghệ sĩ, không phải là ca sĩ, Duy Trinh là dược sĩ. Tuy nhiên thì được đứng ở đây dẫn chương trình và hát đôi khi một hai câu vào đó. Tuy nhiên thì mỗi người có một cái chất giọng và một cái khung nhạc và một cái cách quen khác nhau. Duy Trinh thì có những cái cách hát của Duy Trinh, có những cái beat của tên là đôi khi lần đầu tiên hai anh em hát với nhau cùng với một cái ca khúc thì cũng không phải là lúc nào cũng trơn tru được anh chị. Tuy nhiên là để mà hát chung được với nhau một ca khúc, mỗi người có một gu, đúng không ạ? Đúng không Trung Quang? Thực sự là mỗi người có một gu, thành ra là nếu mà vào beat của Duy Trinh ấy thì chắc chắn là Trung Quang sẽ phải có thời gian, không phải là một cái là hát được luôn. Anh chị cũng biết, tất cả những ai nghe nhạc, những ai biết là đều hiểu điều đó. Có lẽ là nãy giờ thì cứ lên cứ xuống khán giả cứ ra vào liên tục. Có lẽ là ngày hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Có lẽ là Duy Trinh hiện tại là ở cái kênh kia là hiện tượng cái lượt là rất là cao. Chúng ta đang có 2-3 kênh, là một cái kênh lớn hơn 1 triệu follow của Duy Trinh ở cái kênh kia cũng đang nhận được rất là nhiều những cái lượt like của anh chị. Cảm ơn tất cả anh chị và rất là nhiều những kênh đây. Cảm ơn mọi người đã bấm tim ủng hộ Trung Quang cũng như Duy Trinh và Nhật Lệ. Có lẽ là giờ cũng khá muộn rồi đấy. Anh nghĩ là Trung Quang hãy chào khán giả và chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở một cái chương trình sau. Nếu mà anh chị còn vote, còn yêu thương, còn comment, còn cứ xem đi xem lại thì lên view thì Trung Quang sẽ quay trở lại hát cho anh chị đấy. Đúng rồi. Và sau đêm nay thì chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều dịp nữa. Trung Quang sẽ lại đến đây để mà gặp lại anh Trinh này, gặp lại chị Lệ này, cũng như là gặp lại tất cả các khán giả. Đặc biệt là những khán giả thân yêu của anh Duy Trinh và chị Lệ. Và hôm nay thì đến đây thì mọi người cũng dành cho Trung Quang một cái tình cảm rất là đặc biệt. Xin cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Và chắc có lẽ là bây giờ anh em mình cũng phải chào, gửi lời chào tới tất cả quý vị rồi. Và Quang xin chúc cho tất cả quý vị, tất cả cả nhà sẽ có một buổi tối nghe nhạc thật là vui vẻ này. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn gặp lại, và hy vọng rằng cả nhà chúng ta sẽ còn đồng hành cùng với DC Beauty thật nhiều hơn nữa. Và chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi tối nghe nhạc vui vẻ và ngủ thật ngon nha. Cảm ơn tất cả anh chị. Có lẽ là nếu ok, cảm ơn Trung Quang, cảm ơn em, cảm ơn những lời chúc của em, và cảm ơn sự hiện diện của em ngày hôm nay, một người em của Duy Trinh. Anh em cũng đã khá là thân thiết lâu rồi, nhưng mà đây lần đầu tiên là em có cái công việc đi ngang và em ghé mà muốn gặp tất cả anh chị để có một cái giống như kiểu là tặng cho anh chị những cái bản nhạc mà Duy Trinh cũng rất là mong muốn, là từ cái lời yêu cầu của Duy Trinh, bởi vì khán giả của Duy Trinh nói với Quang là dễ thương lắm, em cứ lên đi, anh thề với em luôn đấy, khán giả của anh dễ thương lắm. Không, em cảm nhận em tin anh đi ạ. Thật đấy, em đọc đi, em 100 cái comment ấy, em anh nói thật đấy, chất như nó cất luôn, thực sự rất tuyệt vời, bởi vì khán giả của anh
cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn em. Hẹn gặp lại em ở những các khúc. Cảm ơn chị Lệ nhá. Chúng ta sẽ đến không gian của Duy Trinh cũng như Nhật Lệ. Ok. Rất là mong muốn lần sau sẽ được gặp lại anh Trung Quang trên live của anh chị em mình. Xin chào cả nhà nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà ngủ ngon. Độc thoại đi. Thank you. Lệ. Chúng ta sẽ đến không gian của Duy Trinh và Nhật Lệ. Cảm ơn em. Rất là tuyệt vời phải không anh chị? Một buổi tối ngày hôm nay có ca sĩ Trung Quang ở đây để có thể giao lưu với tất cả anh chị em mình trong buổi tối ngày hôm nay và rất tuyệt vời. Và bây giờ thì hai anh em sẽ tiếp tục để quay trở lại. Các khúc gì ạ? Các khúc độc thoại được không ạ? Bây giờ chúng ta mới bắt đầu máu này. Còn, đúng rồi. Đang giảm sẵn rồi. Rồi bấm vào chúng ta sẽ đến si là ok. Bây giờ là lạnh. Bây giờ là không gian của Duy Trinh cũng như anh chị và chúng ta. Như đã hứa thì Duy Trinh sẽ tặng những phần quà cực kỳ độc đáo cho anh chị sau bài hát này. Nhận quà nha anh chị nhá. Sao em chỉ muốn hét lên rằng em nhớ anh, yêu đương thua ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tối anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trong vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó, có còn khốn khó, có còn yêu anh nung nan như thuở xưa. Giờ người đâu đó, có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ em bước đi trách nhau được gì? Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật tay rơi chắc, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lần xa vẫn yêu người xa. Hey! 11,1k thì anh chị quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh chị nhá, buổi tối rất là tuyệt vời đúng không ạ? Lại bình luận tiếp tục cho anh em vui đi nào anh chị ơi. Anh chị nào muốn nhận quà điểm danh nào anh chị ơi? Chúng ta cùng nhận quà nhá, với như lời hứa của Duy Trinh. Sao anh chỉ muốn thét lên rằng em nhớ anh, yêu đương thua ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tối anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trong vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó, có còn khốn khó, có còn yêu anh nung nan như thuở xưa. Giờ người đâu đó, có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ em bước đi trách nhau được gì? Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật thế rơi chán, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Vì anh ngu si, lòng đang không suy nghĩ. Giờ em bước đi trách nhau được gì? Vì anh ngu si, lòng đang không suy nghĩ. Giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật thế rơi chán, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Mãi buồn anh chị. Vì anh ngu si. Hai anh em chào anh chị ạ. Cảm ơn anh chị vẫn còn theo dõi live, quá tuyệt vời ạ.
Quá là tuyệt vời đúng không anh chị? Quá là tuyệt vời. Không biết là bây giờ phải nghĩ ra cái gì cho anh chị đây. Thực sự luôn. Nghĩ quà đấy anh chị ạ. À.